ban phục vụ tại tổ sứ chúng ta. Do vậy, giờ đây xin kính mời các quý anh chị trong nhóm mắt ta của giáo sứ chúng ta vui lòng lên phía trên những băng ghế hàng đầu để ngồi nghỉ ngơi. Xin nhắc lại, xin kính mời quý anh chị em trong nhóm mắt ta của giáo sứ chúng ta bước lên trên băng ghế đầu để làm phú lễ trọng trọng. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội kính nhớ thánh nữ Martha, người hiền thành phục vụ Chúa với người em là Maria đón Chúa vào dùng bữa tại Bethania. Martha bận rộn với việc bên nút, trong khi cô Maria ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Chúa dạy dạy. Martha đã than phiền với Chúa về việc Maria không giúp đỡ mình. Chúa Giêsu rất hài lòng công việc phục vụ tận tụy dễ thương của Martha. Tuy nhiên, người dịu dàng nói: Martha, Martha, chỉ có lắng bối rối về nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất. Trong thánh lễ kính nhớ thánh Martha hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho nhau, đặc biệt quý anh chị em trong nhóm Martha, những người âm thầm hy sinh về thời gian và công sức để góp phần làm sạch đẹp nhà Chúa, qua đó cộng đoàn có thể tham dự thánh lễ cùng mọi sinh hoạt cách thoải mái và sâu sắc, cũng như việc phục vụ rửa chân quý anh chị em nghèo khổ bệnh tật là hiện thân của Đức Kitô. Nhờ lời cầu cầu của thánh nữ Martha, xin Chúa thương ban cho quý anh chị em trong nhóm Martha được dồi dào sức khỏe để phục vụ, được yêu thương gắn kết với nhau, đồng thời cho mọi người luôn sốt sắng lắng nghe và thực thi lời Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây kính mời quý cộng đoàn đứng hợp với ca đoàn hát bài ca nhạc lễ.